cách để không bị crush bơ mà không phải ai cũng biết. Nắng ơi, mình làm cho crush của mình mất cảm giác khi nhắn tin với mình rồi, giờ mình đang bắt đầu bị bơ. Nắng chỉ cho mình cách kể chuyện hoặc tìm cách tạo chủ đề mới mẻ để nói chuyện được không ạ? Vấn đề nó không phải là chủ đề để nói chuyện đâu, mà là vấn đề là cái thái độ của bạn với cả người ta ấy, để khiến cho người ta muốn nói chuyện ấy. Không phải là kiểu bây giờ bạn bắt đầu mẹ đọc sách xong rồi bạn xem phim nhiều để lấy chủ đề, rồi là trên thông thiên văn dưới tường đạo lý, à địa lý cái gì gì đấy thì mới nói chuyện được với người ta, không phải đâu. Mà là cái cảm giác người ta muốn nói chuyện với bạn khi mà bạn kiểu như là quan tâm vừa đủ thôi, bạn cứ sồn lên là người ta ghét đấy. Đừng có sồn lên, đừng có kiểu quan tâm quá, nhất là cái tuổi mà nó đang ẩm ương ấy là nó không thích quan tâm quá đâu. Đừng có sồn lên, đừng có hơi tí là kiểu như là hạ mình xuống á, bạn kiểu như là đó là cái sự nắm bắt vừa đủ, mình không biết tả như thế nào cả. Nhưng mà cái lúc mà cần lạnh lùng ấy thì mình nên lạnh lùng một tí. Đấy, cái lúc mà cần quan tâm thì quan tâm một tí, nói chung là nó vừa phải thôi. Đấy, đừng quan tâm quá, đừng sồn lên quá khiến cho người ta sợ, người ta ghét, người ta thấy nhàm chán là người ta sẽ không muốn nói chuyện với bạn đâu. Nhất là cái tuổi ẩm ương, cái tuổi mà 19 đôi mươi, cái tuổi hai mấy đấy, là cái tuổi mà rất là ẩm ương, nó không thích nói chuyện kiểu đấy đâu. Chứ không phải là do chủ đề của bạn đâu, mà là do cái bạn đang khiến cho người ta cảm thấy không muốn nói chuyện với bạn từ lúc đấy rồi nha. Bạn có thể quan tâm bằng cách ví dụ như bình thường bạn vẫn hay mua đồ ăn cho người ta chẳng hạn, thì mọi lần hay mua đồ ăn gửi đến xong rồi lại còn nhắn tin lại hỏi lại là ăn có ngon không, có thích món này không, nếu mà không thích món này thì anh mai anh đổi món khác nhé, anh thấy ở đây có quán này ngon lắm. Đừng nói gì nữa, mai mang đến xong vứt đấy xong đi về thôi, đừng có nói thêm một cái gì, nói ít thôi là cách tốt nhất để khiến cho người ta muốn nói chuyện với bạn. Chứ còn bạn nói nhiều quá, bạn sồn lên là người ta không muốn nói chuyện đâu, hiểu không? Nên là ví dụ bạn vẫn có thể thể hiện một số hành động quan tâm, nhưng mà đừng hỏi nhiều, đừng nói nhiều đấy. Nắng nói đúng vậy, trước crush vẫn nói chuyện bình thường, mà mấy hôm trước mình lỡ kiểu quan tâm người ta quá, xong giờ cảm giác người ta đang lạnh nhạt với mình, giờ nên làm sao đây á? Thì bạn có thể bớt quan tâm đi và tỏ vẻ thờ ơ, thật sự thờ ơ. Bạn cứ nghĩ đơn giản là bây giờ mà bạn mà càng lấn tới á, thì người ta sẽ càng rời xa bạn ấy. Nó giống như kiểu nam châm cùng chiều, bạn cứ tiến bước nó lùi bước ấy. Nên là bạn cứ tin mình đi, thề luôn ấy, mình là con gái nên là mình không có lừa bạn đâu, mình không lừa bạn để làm gì cả. Bây giờ bạn ví dụ như là như cái hành động mà mình vừa nói ấy, tức là bạn có thể thỉnh thoảng quan tâm, ví dụ trước giờ là ngày nào bạn cũng quan tâm, một tuần 7 ngày thì quan tâm đủ 7 ngày, ngày đéo nào cũng nhắn tin là phiền người ta hỏi han người ta các thứ đúng không? Thì bây giờ một tuần 2 ngày thôi, 2-3 ngày thôi mà nhắn tin á, thì cũng không cần phải nhắn gì kiểu dạng là quỵ lụy quá hay là cảm giác là phải xuống nước quá đâu. Bạn cứ nhắn bình thường thôi, kiểu hôm nay có vui không? À hay là kiểu như là hôm nay như thế nào, hay là gì gì đấy, hay hỏi xem là người ta có muốn ăn món này không hay món kia không, hay là ví dụ bạn có cơ hội để bạn đưa đồ ăn cho người ta, bạn chỉ cần đưa thôi, bạn không cần nói gì nữa. Đấy, bạn không nói một câu gì nữa, bạn cứ thế bạn đi thôi. Tức là bạn phải thể hiện một cái chút nó vừa vừa phải thôi á. Cái này mình không muốn lừa các bạn đâu, cái này là mình nói thật đấy. Con gái thì thích được quan tâm, con gái thì ai cũng thích được quan tâm, thế nhưng mà quan tâm nhiều thì nó lại như thế, đến hãm lắm, mình không biết phải tả sao nữa. Kể cả là mình cũng thế thôi, mình cũng thích được quan tâm mà, nhưng mà mình nghĩ là ai mà quan tâm quá đà mà kiểu như mình mới quen thôi mà quan tâm quá đà thì có thể rất là dễ bị ác cảm ấy, không có thiện cảm ấy, thì là ai cũng vậy à. Nên là bạn cứ lần sấn tới là nó chạy đấy. Em 2K8 mà chưa người yêu, liệu có nên trở thành lạnh lùng boy không chị ạ? Lạnh lùng boy nó không phải là cái phương pháp để giúp các bạn có người yêu đâu, mình tả sao nhỉ? Ví dụ như là cái có khuyên cái bạn kia mà nên thờ ơ một xíu đi á, bớt sồn lên á, thì nó cũng không phải là lạnh lùng đâu. Nó là cái khi mà mình nắm bắt tâm lý của đối phương rồi mình làm thôi, chứ không phải là mẹ mình đang bình thường, thậm chí là mình còn không đẹp trai nữa, sao mình lại còn chảnh chó nữa, nên người nó lại bảo đã xấu lại còn chảnh ấy, chứ đâu phải là lúc nào nó cũng nên lạnh lùng đâu. Tùy trường hợp nha, không phải trường hợp nào cũng lạnh lùng đâu, và không phải với đối tượng nào mình cũng lạnh lùng được đâu. Ví dụ một đứa như mình đi, thì ví dụ ai đến mà thích mình nhá, là tán mình nhá, mà thậm chí là ban đầu mình còn chưa để ý người ta mà người ta lại cứ lạnh lùng với mình, thì các bạn nghĩ là mình có bao giờ mình để ý người ta không? Tức là thậm chí là còn chưa có tiếp cận được ấy, chưa có tiếp cận được mà lại cứ tỏ ra lạnh lùng ấy. Bố thằng nào nó quan tâm, đứa nào nó quan tâm mà cứ ngồi đấy mà chảnh chó đúng không? Đúng vậy. Thế không được. Ví dụ như là mình phải có ấn tượng rồi, hoặc là mình đã nói chuyện rồi các thứ, rồi mình hạn chế nó ở một mức độ ở đấy thì khả năng thì tán được. Nói chung là cái này nó phải là người có linh hoạt được theo tình huống ấy. Mình phải cảm nhận được là đối phương đang cảm thấy như thế nào để mình có thể linh hoạt được. Cái này chắc là phải tùy từng người mới có cái cảm nhận được đấy được, chứ không phải ai cũng có. Tự dưng lúc nào cũng lạnh lùng, không bị điên à? Nên là bảo là đã xấu lại còn chảnh. Cái đã bị từ chối nhiều lần có nên thử lại lần cuối? Đâu để xem mà có comment của bạn kia nào. Ba hỏi gì để mình đến mic gần mồm nhá, cho mình đỡ phải gào to lên. Mẹ mình lên lại vả mồm mình giờ.
Xem nào, chị ơi cho em hỏi, em với anh ý biết nhau một cách tình cờ. Bạn ý hơn em 2 tuổi, cùng trường rồi. Bọn tớ, okay, lại bọn tớ rồi. Rồi bọn tớ nhắn tin được đến bây giờ là gần 2 tháng rồi, gặp nhau một vài lần đưa quà. Em đã thể hiện tình cảm 2 lần rồi nhưng đều bị từ chối. Nhưng cả 2 lần em chưa bắt ép anh ý phải thích lại hay gì. Anh ý bảo muốn làm bạn bè và một số lý do không thể đến được với nhau. Anh ý tinh tế nhẹ nhàng lắm và dù bị từ chối 2 lần rồi, em vẫn muốn cố gắng một lần cuối thể hiện tình cảm trực tiếp vì 2 lần kia đều nói qua tin nhắn. Dù là bạn bè nhưng bọn em rất tình cảm, ngọt ngào và quan tâm nhau lắm. Em thấy tiếc mối quan hệ này vì không phải là người lúc nào cũng gặp được người mà em cảm thấy hợp nhau và thích đến như vậy. Em rất muốn tỏ tình lại một lần nữa thật thẳng thắn, thật lòng. Còn nếu bây giờ không tỏ tình lần cuối này chắc chắn sẽ hết cơ hội. Vì chỉ còn hơn tháng nữa anh ý ra trường và chuyển đi nơi khác cũng không xa lắm, nhưng mình không muốn tuột mất cơ hội lần này đâu. Ừ thế tỏ tình đi. Thì em có quyết định rồi còn gì đúng không? Quá tuyệt vời luôn còn gì nữa. Sau một mớ bong bong và rất là rắc rối thì mình cũng đưa đến quyết định là mình sẽ thử nó lần cuối. Thì mình thử lần cuối đi, không được nữa thì thôi. Chứ còn khi mà mình đã cố gắng rất nhiều như thế rồi á, và mình là con gái mà mình đã nói lời chủ động tỏ tình rồi mà người ta vẫn không đồng ý thì tốt nhất là không còn cái gì để mà nuối tiếc mà níu kéo nữa đâu. Đa phần như thế là một là cái thằng đấy nó đã có người yêu rồi nhưng mà nó giấu chẳng hạn. Ví dụ như nói với người yêu nó yêu xa gì gì đấy xong rồi nó không có công khai không gì cả. Đấy, hai là nó có đang mập mờ với một người khác. Kiểu như là nó mập mờ nó thích người khác ấy, bạn chỉ là một cái mối gì đấy để nó kiểu lằng nhằng thôi. Đấy, tiếp theo nữa là nó cũng nói chung là nó cũng chả thích gì bạn thì nó mới như thế thôi. Chứ còn nếu mà con trai mà nó thích thì nó không vậy đâu bạn ạ. Có thể là nó vẫn có một chút gì đấy thích gặp bạn, thích đi chơi với bạn, thích có mấy cái hành động tình cảm với bạn, gần gũi với bạn, nhưng mà yêu đương hay là trách nhiệm thì nó không đủ ấy. Tại vì nếu mà con trai mà nó yêu á thì nó sẽ hy sinh nhiều về người nó yêu lắm, chứ nó không có kiểu như thế đâu, không để cho cái đứa mình thích mà cứ chạy theo mình mãi như vậy mà vẫn không có đáp lại đâu à. Con trai không vậy đâu đúng không mọi người? Mấy bạn nam confirm một mình cái phải không? Chính xác mẹ rồi còn gì nữa. Nếu mà con trai nó yêu nó biết hy sinh lắm mà, biết cố gắng lắm mà, chứ chả có ai kiểu để cho, chả có bao giờ có cái chuyện mà thích một người mà vẫn để cho người ta chạy theo mình như thế, không bao giờ có chuyện đấy cả. Nó không thích thì em đủ nhiều thôi. Có nhiều người người ta không cần phải thích, người ta vẫn có thể đi chơi, đi ăn, vẫn có thể là cầm tay, cầm chân rồi ôm ấp các thứ là vẫn có thể làm được ấy. Ấy chuẩn vãi. Trời ơi mẹ đúng là gì nữa, chị nói không hề sai à, chính xác luôn đàn nắng ấy. Trời ơi. Đúng ấy à? Chứ nói chung là không thích đâu, không thích thì mới như vậy. Ví dụ nhá, bạn nữ đấy á mà thấy thỉnh thoảng bạn nam kia vẫn nắm tay, vẫn qua chở đi chơi thì thực ra những cái đấy nó không cần phải rất là yêu, nó vẫn có thể làm được ấy, kiểu đôi khi bạn chỉ là một đối tượng mà nó cảm thấy là đi chơi cùng thì vui. À, ngồi sau xe để trông cũng được, à, ngồi sau xe chở đi cà phê thì trông cũng được, kiểu vậy, chứ nó có yêu đương gì đâu. Yêu chả có đứa nào yêu đương mà để như vậy hết á. Có cách nào để chấp nhận việc chia tay người yêu ngay không ạ? Em mới chia tay xong có cảm giác hơi tiếc nuối vì ngày nào cũng nhìn thấy nhau. À đây, cái đoạn này vừa đấy, cái câu hỏi của bạn nữ kia đang định nói cái này xong quên mẹ mất luôn. Đây là tiếc. Trời ơi, ai cũng tiếc. Trời ơi, ai mà khi mà kiểu bắt bỏ đi cái gì là cũng tiếc hết á. Kể cả là các bạn đang làm một cái công việc xong bảo các bạn đã đi làm công việc mới, các bạn cũng bắt đầu có tâm lý là tiếc cái cũ, đúng không? Đấy, cơ hội công việc thì nó còn có thể là chồng chéo lên nhau, chứ còn tình yêu nó chỉ có một thôi. Nếu mà các bạn không bỏ đi cái mối quan hệ cũ, mối quan hệ toxic, mối quan hệ không tốt ấy, thì làm sao các bạn biết được là mối quan hệ mới nó sẽ không đến. Đúng vậy. Kiểu các bạn cứ sợ là không tìm được cái mối ngon hơn, không tìm được người tốt hơn, không thể tìm được người tuyệt vời hơn, rồi là không thể tìm được một người mà mình sẽ lại rung động nữa, đều có đâu đầy. Trời ơi, các bạn đi ra ngoài đường các bạn sẽ thấy là người tuyệt vời có nhiều lắm, chỉ là mình có xứng đáng với người ta hay không thôi. Nếu các bạn muốn xứng đáng thì các bạn tốt lên thế thôi. Chứ bây giờ chẳng nghĩa là cứ lo thế này lo thế kia xong rồi cứ giữ mãi một cái mối quan hệ toxic để làm gì? Điên à? Thực ra thì mình nghĩ là kể cả là không có tìm được mối quan hệ mới thì mình khi mà độc thân ấy và vui vẻ nó vẫn còn vui hơn khi mà mình yêu một người mà suốt ngày làm mình buồn, thề luôn ấy. Đấy là quan điểm của mình thôi nhá, không phải là ai cũng giống ai đâu. Ví dụ các bạn có thể là thà hai người là được. Đấy, thà hai người là được, miễn là có người yêu là được, có người yêu là vui rồi, không một mình thì buồn, các bạn không chịu được một mình ấy. Chứ còn mình thấy một mình còn gia đình, còn bạn bè, còn bao nhiêu người xung quanh vui của mẹ được ấy, đúng không? Thì mình thấy là một mình độc thân mà vui còn hơn là kiểu như là nhiều mình nhưng mà không có vui ấy. Đúng này, tất cả đều đúng. Đúng, hợp lý.
cách khỏi ốm nhanh mà không ai nói cho bạn biết. Nàng ốm mấy nay rồi vẫn chưa khỏi. Ừ, đấy, thế mà có người hỏi là ốm à? Nghe câu nghe buồn không? Nghe buồn không? Thôi, nói chung là người ta qua đường người ta hỏi thế là đúng rồi. Ví dụ như câu đấy mà phát ra mồm từ thằng người yêu thì ví dụ nếu mà mình có người yêu mà người yêu mình nói câu đấy thì mẹ chắc khóc. Chắc là phải xem lại xem có đúng là người yêu của mình không. Chứ bây giờ người ta ốm là 5-6-7 ngày rồi, ốm cả tuần rồi mới hỏi là ốm à? Buồn nhỉ? Hết ốm chưa? Xong hết rồi đấy. Mình nghĩ là mình chuẩn bị hết rồi, bởi vì sao? Mình không biết được là cái gì nhỉ? Cái lý thuyết này nó đã được chứng minh chưa? Nhưng mà ngày xưa có người nói với mình như thế. Và mình chưa, tức là mình chỉ nghe được cái này từ một người thôi. Nhưng mà mình cũng chưa tìm hiểu sâu về nó, hay mình chưa có search Google, hay chưa đọc thêm thông tin ở đâu cả. Và mình theo cái thực tế mà mình trải nghiệm thì mình thấy nó đúng. Đấy là khi mà mình ốm ấy, mà mình lây được cho người khác ấy, mà người khác ốm ấy, là mình khỏi. What? Ừ, bây giờ các bạn trên kênh chat các bạn có thể gọi là dùng kinh nghiệm sống của các bạn để các bạn gọi là khẳng định lại giúp mình xem là các bạn có gặp trường hợp đấy bao giờ chưa. Tức là nếu mà mình ốm nhá, mà mình lây được cho người khác ấy, mà người ta ốm ấy, là mình hết. Đấy, thì hôm nay là mình thấy đỡ hơn rất là nhiều rồi. Bởi vì sao? Hôm qua mình đi ăn ốc với cả bạn mình, xong hôm nay là nhắn tin nó bảo là nếu mẹ mày lây cho tao rồi, nó bảo mày lây cho tao rồi, tao sùng xịt rồi. Mà hôm qua chỉ có ngồi ăn ốc với nhau nói chuyện tí thôi, thế mà bạn mình nó bị lây rồi thì khả năng là bạn mình ốm là mình hết ấy. Làm gì có người yêu, khổ quá. Trước em cũng bị lây á. Nhiều người nói mình điều đấy luôn ấy, như kiểu ngày xưa bà Hằng nhá, bà ấy ốm nhá, xong bà ấy về bà ấy lây cho mình, sau cái mình ốm thì bà ấy hết. Bà ấy hết cái bà mình ốm cái là bà ấy hết luôn, xong rồi sau đấy mình ốm người một tuần mình không lây được cho ai, yếu hơn mình luôn ấy. Ngày xưa là mình có yêu một bạn, bạn ấy nói với mình điều đấy, mình không biết là cái thông tin đấy nó có chính xác hay không, bạn ấy bảo mình như vậy. Thì mình thấy nhiều lần như vậy rồi. Lúc mà trong quá trình mình ốm một tuần vừa rồi á, là mình cũng gặp khá người đấy. Mình cũng gặp thằng Hưng này, mình cũng gặp thằng Đàm này. Mình hôm bữa mình quay rồi mình cũng có cái thằng bé nó quay phim cho mình này. Thì thằng Đàm không bị lây của mình nhá, Hưng cũng không bị lây nhá. Mình nghĩ là do hai người đấy kiểu đề kháng khỏe hơn mình hay sao ấy. Sau qua mình gặp thằng bạn mình nó bị lây. Thế nay tự dưng mình thấy mình tỉnh táo ấy. Tự dưng hôm nay mình thấy kiểu từ mà sau một tuần ốm tự dưng thấy người nó kiểu như là sáng nay ngủ dậy thì vẫn hơi khàn khàn cổ nhá, vẫn khàn đặc cổ nhá, nhưng mà sau một tự dưng thấy tỉnh tỉnh. Sau chiều tối thằng bạn mình nó nhắn tin và là cậu lây cho mình rồi. Người tàn ác thường sống thảnh thơi á. Khổ quá, em nói mất quan điểm. Chị làm gì có muốn lây cho nó, chị làm gì có cố tình lây cho nó đâu. Tức là cái lúc mà đi chơi á, thì chỉ đơn giản là bạn bè gặp nhau ăn miếng ốc thôi, tâm sự hàn huyên thôi. Những người bạn già cô đơn ế, hôm qua đi chơi cùng thì rủ nhau đi gọi là làm tí ốc để ngồi, không có rượu nhá, chỉ có một ốc thôi, ngồi ăn ốc với cả nói chuyện thôi. Xong rồi là đấy, nói chung là mình chỉ gặp nó để ăn ốc thôi, chứ mình không có ý đồ là lây cho nó. Tức là mình không có cố tình. Chứ còn nếu mà được chọn á, thì mình cũng có muốn lây. Tự dưng khỏi ngu gì không lây, đúng không? Mẹ sướng đấy cả nào. Các bạn không biết là cái cảm giác mà mình ốm một tuần xong bây giờ mình cảm thấy tỉnh táo đó, nó sướng như thế nào đâu. Rất tỉnh nha. Tức là nó vẫn hơi đau đầu nhưng mà nó không bị mệt, với cả nó không bị đuối như hôm qua. Hôm qua hôm kia là đến tầm này là đầu mình nó quay xong rồi nó sốt, xong rồi người nó bắt đầu nóng, sợ vãi. Hôm nay đỡ rồi. Nice.